dưa phải để lọc dưa thì lọc dưa. Quay phim đấy. Chết rồi, nó con ngoan mới cần rửa không? Cái này không cần rửa, có cả mật của nó cũng bắp luôn mà. Mật đâu của cái mật nó dính vào đấy à? Làm sao mật nó dính ở đấy được, nó bị vỡ à? Thế ảnh hưởng cái gì ra là một món à? Hả? Đây ra mày muốn làm một món thì mày phải lột là nó ở ngoài xong nước phải cả bằng nước sôi mới được, mà không ăn được mà. Không tí nó nhạp nhắn là nó ấy là băm rớt này cũng được chấn ra cả đấy. Không còn rửa mà sợ cái mật nó đắng nữa. Không đắng thôi, mày một tí nghệ thôi, một cái gia vị gừng nghệ rửa rửa con rau này cái.
này kiểu ba tao chưa ăn bao giờ không? Mày về bà ơi. Gì?
vào ngoài cơm không về vào ngoài ơi. Nó vừa mới về nó nóng đấy, kiện kiện hơn rồi. Nấu vào nồi luôn rồi. Nấu cái tiếng luôn nhé. Có cần lá gì nữa không? À cần. Cái này nó nấu lên không thì cho rượu được nhỉ? Không có gừng à? Cho rượu này, gừng xuống rồi. Gừng xuống bao nhiêu củ ơi? Nhiều rồi. Nhiều rồi thôi. Củ nó đi. Thôi thôi thôi, ở đây, ở đây. Nó là có lá gừng nữa ấy, càng chuẩn nhưng đều có lá nào mùa này rồi. Chắc lụi rồi nào. Mùa này lụi rồi. Mùa này lá. Ờ có từ từ thì nó lấy chút lá. Mẹ.
Thôi. Có trứng gì nào? Chưa đâu phải. Cho trứng đập xuống khoáng lên đúng không? Ba quả.